Nhắc tới ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ của Đức, chúng ta phải nhắc tới đó là những chiếc đồng hồ cúc cu các bác ạ. Những chiếc đồng hồ cúc cu mang một cái biểu tượng nổi tiếng của người Đức này, gắn liền với lịch sử hình thành. Các bác có thể thấy những chiếc đồng hồ cúc cu hiện tại vẫn còn đang sản xuất mới đúng các bác. Vì sao? Vì nó rất là thịnh hành, hợp nhãn, hợp không gian trang trí với những tiếng chuông cúc cu vui nhộn này. Những họa tiết được chạm khắc trực tiếp trên nền gỗ một cách tỉ mỉ và sinh động. Và đây là một chiếc đồng hồ cúc cu đang có sẵn tại Vang Vọng, một chiếc đồng hồ cúc cu mới nguyên hộp các bác ạ. Em thử chuông cho các bác xem nhá, để các bác biết được cái mức độ vui nhộn của chiếc đồng hồ này.